Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để mình làm món bánh bông lan nướng cách thủy của Đài Loan nha cả nhà. Bây giờ thì nguyên liệu của mình có những cái khuôn này nè. Đây, mình để ra một cái mâm nữa, chút mình đổ nước vô đây mình cách thủy nó. Nó phải tốn nhiều cái khuôn chút xíu nha cả nhà. Bột nè, mình có đây là nửa chén bột, mình đã trút ra nửa chén bột nè, và nửa chén đường nè cả nhà. Mình có bơ và nửa chén sữa. Bây giờ đó mà cái phần để mình nấu cái phần bơ trước nha cả nhà cho nó lẹ. Giờ mình có nửa chén sữa thì bây giờ mình bỏ bơ vô cho đủ một cho nó đầy chén là được rồi ha. Bỏ vô nồi. Mình để vô nó đầy nồi rồi. Bây giờ để mình nấu nha cả nhà, mình nấu cho nó tan chảy ra, mình bật vô cái lửa nó vừa chứ nó không có nhiều, không có lớn, nó chỉ cần chảy nó chảy ra là được rồi. Rồi qua mình tách trứng đi. Rồi đá đây không sao. Mình cỡ đó chắc cũng không đến nổi. Bây giờ mình có trứng thì mình lấy 6 cái trứng nha cả nhà. Để mình xào. Thay tách luôn đi, còn bỏ vô đây nè. Ok, vậy nha. 6 cái trứng đủ chứ. Đủ. Ra nó cũng thì bánh mà làm bánh thì phải nguyên liệu luôn, trồng trắng riêng, trồng đỏ riêng nha cả nhà. Bây giờ nó tan chảy rồi đó. Bây giờ mình tắt. Đó. Đun qua nó cho nó nguội nha cả nhà. Để đây để cho nó nguội đi. Rồi mình đánh cái chồng trắng này ha. Dạ. Bây giờ để mình cắm máy rồi mình đánh cái chồng trắng. Thank you.
Giờ mình rây bọt trước. Đổ vô đi hai, tôi quay tiếp giùm mã vụ này nha. Ok ok. Cầm cho mẹ ăn cái Út. Không, con cầm kê qua đây, con nghiêng lại Út. Dạ. Cho mẹ hai dắt này luôn cho nó xong con. Được rồi, được rồi. Được rồi con, cảm ơn con. Ok, xong rồi. Bỏ qua xin sẵn một cái nước nóng. Cái cầm ghi đèn ra chứ không có gì trên, mình chỉ quậy thôi, quậy bằng tay mà nó đều luôn đó cả nhà. Ok con, cũng sao đâu con, lấy bánh ăn hả? À, lấy ra chiếc kình. Lửa 300 lửa dưới nha cả nhà.
được 300. Còn đậu xe là 150 phải không? Này đậu bé, mình đang đang xài đậu bé. Đậu vô để mình chặn cái này. Là mình đổ vô nha. Không sao đâu, không sao. Rồi bỏ nó lên xe đó để nguội chế nước sôi. Nước sôi chưa sôi. Để nó lên. Sôi vừa được tới rồi. Để nó làm biết luôn. Rinh cái đó qua đây luôn. Bạn biết gì không? Để dễ để xuống. Xoay máy là được rồi. Cho nó soi mới được. Đấy, cho nó soi mới được. Rồi, được rồi ha. Chế vô ha. Xoay vô phần 3 cái khuôn này nè nha cả nhà. Đây, anh chạy nè. Chạy thì mới về để nó xuống. Để cho nó nằm xuống. Rồi, để vô cái lò nha. Đó. Nướng khoảng 45 tiếng hả? Dạ. Tự nhiên mình có 300. Mình canh nha cả nhà. Khoảng từ thời gian khoảng từ 45 phút tới 1 tiếng mình nghe nó thơm là cái bánh mình đã sắp hoàn thành rồi nha. Canh lửa lại thôi. Ok. Vậy chờ. Giờ chờ đợi cả nha. Chừng nào gọi hay gì đó ba. Giờ nó chín là mình tắt lửa rồi nha. Để mình rinh ra. Còn nóng quá nên mình gửi nó còn dính nè ha, dính giấy xíu. Nhà bánh của mình là ngon, nó như nó mềm lắm luôn. Nóng quá nên mình chẻ nó không có được ngon nha cả nhà. Bây giờ
ăn nướng cách thủy của mình đã xong rồi cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hãy vào kênh Vivian Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người nha. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Thank you.